Chào bác, và bên em tiếp tục xả mẫu mic không dây JBL KMC8 và giá chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Một con mic không dây và anh em có thể là chơi phòng hát gia đình cực kỳ ưng ý. Hình thức đẹp này, tiếng chiết âm tốt này, giá lại thì sao, chỉ có 1 triệu đồng một con mic thì chúng ta đừng lên bỏ qua. Do sản phẩm đến từ JBL, đặc biệt là mẫu mic JBL KMC8. Và các bác đã nhìn thấy ngay về cái giao diện của em JBL KMC8 này rồi đúng không ạ? Ở trên mặt màn hình các bác em đã thấy phiên bản màn hình xanh lá cây hiển thị cho hai cổng mic. Và đặc biệt là mẫu này là mẫu hàng chuẩn các bác nhá. Và có những cái mẫu hàng kém ở trên thị trường, đó là những cái mẫu mà chúng ta không thể là sử dụng được những cái tính cao cơ bản ở đây, bao gồm là xét lại tần số này, điều chỉnh tần số này. Còn như mẫu mic của bên em thì chúng ta có thể xét lại tần số và điều chỉnh tần số thoải mái các bác nhá. Và ngoài ra thì với JBL KMC8 ấy thì có hai dâu anten để giúp đỡ bác vì em bắt sóng xa gần. Anh em đi làm loa kéo mà thiếu đi một con mic không dây thì quả là không chuyên nghiệp đúng không ạ? Và anh em hãy sở hữu cho mình một con JBL KMC8 vừa đẹp về mặt hình thức, tốt về mặt chất âm. Em bây giờ thì thử luôn chất âm của bác và anh em về cái dòng JBL KMC8 cho bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Đúng là thật hiệu quả và hơn cả em mong đợi các bác ạ. Với cái mức giá là chỉ có 1 triệu đồng thôi thì điều đầu tiên em thấy là khá là nhiều các bác, và em nghĩ là cái dòng sản phẩm này chắc chắn là về cái tiếng chất lượng thanh nó sẽ thua xa với những cái dòng sản phẩm mic không dây ở trên thị trường rồi. Nhưng em khẳng định lại một lần nữa nhé, JBL KMC8 còn vượt trội hơn so với một số mẫu mic không dây hiện tại ở trên thị trường khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng mic này chỉ có giá là 1 triệu đồng rồi. Đấy là cái giá đầu tiên, là cái điểm đầu tiên đánh giá cực kỳ cao với dòng mic này, JBL KMC8, 1 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của một dòng mic không dây rồi. Tiếp theo đó là về phần tay mic này. Các bác để ý cho em, tay mic của JBL KMC8 được thiết kế theo kiểu dáng công nghệ nhé. Đấy, kiểu dáng công nghệ, kiểu dáng mic cao cấp hiện đại chỉ có ở trên một số dòng mic cao cấp hiện đại bây giờ thôi. Đấy, ví dụ như là con DBCotic DB750 này, dòng mic siêu sự kiện này. Đấy, có một cái thiết kế như thế này, các bác và em có thấy thích không ạ? Và hơn nữa thì sao? Khi em alo thử tiếng mic, anh em thấy không ạ? Không có hiện tượng rú rít. Đấy, cái điểm đầu tiên, cái điểm thứ hai nữa mà em thấy thích là không có hiện tượng rú rít. Bởi vì khi mà các bác em sử dụng mẫu mic rẻ tiền ấy, phần lớn là cái tiếng khi chúng ta đứng alo gần loa sẽ có hiện tượng rú rít. Đấy, đấy là cái chất lượng mic nó kém. Nhưng mà với mic JBL KMC8 này thì em không thấy hiện tượng này xảy ra. Và hơn nữa là cái tiếng chất lượng thanh thoát ra từ dòng JBL KMC8 này cũng cực kỳ tốt. Tiếng thanh cao dễ hát như vậy đúng không ạ? Và chả có lý do gì cả khi anh em bỏ ra có đúng 1 triệu đồng để chúng ta sở hữu ngay cho mình một con JBL KMC8 hàng chuẩn như thế này. Đấy, giá này là giá khuyến mại bên em thôi, chứ nếu như qua em mua ở ngoài kia giá dao động trong 1,4 triệu đến 1,5 triệu con JBL KMC8 này là chuyện quá bình thường. Nhưng mà bên em Tùng thì sao, luôn luôn bán rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều. Đây là một cái điểm mà rất nhiều anh em thích ở bên cửa hàng audio và đã đặt hàng được với mẫu sản phẩm JBL KMC8 này rồi. Và ngay bây giờ nếu như các bác và anh em muốn chơi, muốn trải nghiệm phòng hát gia đình có một con mic không dây để đảm bảo hơn về tiếng chất âm thanh này, có hình thức đẹp này, thì liên hệ trực tiếp qua số bên em là 0979629336 để được hưởng ngay mức giá ưu đãi nhất 1 triệu đồng JBL KMC8. Em nhắc lại một lần cuối cùng, 1 triệu đồng của con mic JBL KMC8. Và số lượng hàng không có nhiều cho bác anh em chờ đợi hay là chúng ta đi tham khảo đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi bên em lên được video này, em chắc hẳn là đã có nhiều người nhấc máy lên và gọi để gọi điện trực tiếp đặt hàng với mic JBL KMC8 đang rất là hot bên cửa hàng Tùng Audio rồi. Và có chế độ bảo hành lên tới 12 tháng, anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng và chúng ta có thể test thử trước khi thanh toán với JBL KMC8 các bác. Video của em xin dừng lại tại đây, anh em thấy hay nhớ để lại cho em nút like, nút đăng ký kênh và chúc tất cả anh em nhận hàng đúng ý với bộ sản phẩm mic không dây JBL KMC8.